Chuyện quân báo chiến trường ca phần 1. Đến hẹn lại lên, chào mừng tất cả anh em đam mê lịch sử đến với hồi ức thời chiến, kênh chuyên kể những câu chuyện thăng trầm của lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, chiến tranh đã lùi xa đối với cả dân tộc Việt Nam và Campuchia. Thế nhưng mỗi khi nhắc về nhiệm vụ cao cả giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, những người lính tình nguyện Việt Nam lại bồi hồi, xúc động. Họ nhớ về những ký ức đau thương mà nhân dân Campuchia phải trải qua dưới thời diệt chủng Pol Pot, đồng thời cũng nhớ lại những niềm vui, hạnh phúc khi đóng góp công sức giúp đất nước bạn được hồi sinh. Trong số họ, hầu hết là những người lính bộ binh, pháo binh hay trinh sát. Ngoài ra còn có một lực lượng bí ẩn rất ít người biết đến. Các anh thường luồn sâu trong lòng địch, thu về những tin tức quan trọng, góp phần làm nên những trận đánh chủ động và táo bạo để giúp quân ta chiến thắng và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Không ai khác, đó chính là quân báo trên chiến trường ca lịch sử, những người lính hy sinh thầm lặng. Để hoàn thành nhiệm vụ, các anh còn bị chính người thân, đồng đội hiểu lầm, phải mang tiếng xấu là giặc Pốt đến mãi sau này. Vậy lực lượng quân báo trên chiến trường ca, họ làm nhiệm vụ gì? Các anh đã phải cải trang trở thành giặc Pốt để đánh địch ra sao? Tất cả sẽ được hồi ức thời chiến giúp các bạn tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay. Xin mời tất cả các anh em cùng theo dõi. Anh em đã bao giờ nghe đến cụm từ quân báo hay chưa? Để tôi giải thích luôn cho các anh em cùng rõ. Quân báo hay gọi theo cách khác chính là tình báo, gián điệp, là người có nhiệm vụ sẽ hoạt động để thu thập về tin tức một cách bí mật. Hơn thế nữa, nhiệm vụ thu thập thông tin là hoàn toàn bí mật và khiến cho người bị theo dõi sẽ không thể phát hiện ra rằng mình đang bị theo dõi. Thế mới tài chứ. Quân báo hay nói cách khác là tình báo viên, nhân viên tình báo, điệp viên đều có nghĩa tương tự nhau. Đây cũng là những từ ngữ nghề nghiệp dùng để chỉ những người làm việc cho một hoặc là nhiều các cơ quan tình báo với công việc chính là hoạt động, thu thập thông tin một cách cực kỳ bí mật. Yếu tố quan trọng nhất của một quân báo đó là phải hoạt động làm sao cho thật bí mật, vì một khi mà người bị theo dõi đã bị phát hiện ra. Thì nó sẽ chuyển biến thông tin theo một cách xấu đi. Nếu lộ tẩy thì đúng là còn đúng cái nịt. Về tình báo thì thời chống Mỹ, quân ta cũng có nhiều rồi. Một vài cái tên ắt hẳn đã rất quen thuộc, anh em có thể kể đến như Phạm Xuân Ẩn, Hai Thương, Phạm Ngọc Thảo hay nhà tình báo lỗi lạc Tư Cang, vân vân và mây mây. Nói chung Việt Nam chúng ta thì không thiếu những nhân tài, kể cả phải nhảy vào ngay trong lòng địch thì các anh cũng chẳng nề hà. Mà đã là anh hùng thì thời nào chẳng có. Nhưng khi nói về lực lượng quân báo trên chiến trường ca, hẳn nhiều người sẽ chẳng thể tin được. Nói thật là chính tôi cũng không nghĩ có quân ta trong lòng quân Pol Pot đâu, vì hai dân tộc quá khác biệt. Kiểu hoạt động của Pot cũng đặc biệt, đâu có giống các loại quân đội trong chiến tranh. Lũ Pot đi theo chế độ diệt chủng cực đoan, ác độc hơn cả quân Hitler của Đức. Nó ma mãnh, man dợ, ngay đến quần áo còn đúng một kiểu đen xì, thì anh em biết nếu quân ta mà trà trộn vào thì vất vả như thế nào rồi đấy. Chưa kể phải học tiếng Campuchia thì mới có thể giao tiếp được với bọn này. Mà đi theo Pot để hoàn thành nhiệm vụ, nếu tình cờ gặp quân ta thì lại có nhiều chuyện đau lòng hơn xảy ra. Chuyện quân báo của ta bị quân ta thịt là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra, bởi lẽ lúc đó, bên cạnh những người lính quân báo ăn mặc như bộ đội, bí mật bám chặt thắt lưng địch thì cũng có những người mặc đồ Pot đi với Pot. Gặp anh em đồng chí Việt Nam, chẳng lẽ lại la lên, tao là quân báo đây à? Thôi thì đạn tránh người, chứ người làm sao tránh được đạn. Bao nhiêu cái khổ, cái khó như thế mà với lính ta thì cũng chẳng là gì sắt. Tổ quốc gọi thì các anh cũng sẵn sàng lên đường, chẳng nề hà gì. Anh em cứ nghe bác cựu chiến binh từng là quân báo trên chiến trường ca kể lại sau đây thì sẽ hiểu hết cái nghề gian khổ và hy sinh thầm lặng này. Sẽ hiểu được bộ đội ta dũng cảm và mưu trí đến mức nào. Mời anh em cùng lắng nghe ngay nhé. Bác quân báo ở ca có kể lại rằng: đọc các trang về quân sự Việt Nam cả năm nay rồi, muốn viết lắm, nhưng lĩnh vực của tôi là lĩnh vực nhạy cảm, nên dù có sục sôi ở trong lòng thì cũng phải đành dương mắt ngó trông. Nay được phép của các thủ trưởng, dĩ nhiên là chỉ được 1 phần 10 phép thôi, tôi xin kể lại chuyện mình. Và vì bị giới hạn trong cái khoảng 1 phần 10 phép, nên họ, tên của một số người mà tôi đề cập trong câu chuyện có thật này đã thay đổi. Một số tình tiết đã được cắt bớt, nhiều địa danh đã được sửa cho khác đi. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Anh em nghe thì nghe để đó, để hiểu và để thương người lính chúng tôi hơn nhé. Phnom Penh. Đầu năm đó, anh Hát gọi tôi lên. Chẳng giao đón gì cả, anh vào để ngay. Bọn mình quyết định rồi, cu về chuẩn bị, một tháng nữa cu đi Phnom Penh. Cũng xin nói thêm là trong sinh hoạt, anh vẫn gọi tôi là cu, y như cách anh gọi con trai anh. Tôi biết anh thương tôi như con. Hơn nữa, với các cán bộ khác, anh còn tự hào khi nói về tôi. Nó là mắt, là tai của đơn vị tớ đấy. Mỗi lần được khen như thế, tôi chẳng thấy sợ gì nữa. Thời chiến thì một câu động viên thôi cũng ấm lòng, chứ chẳng cần thứ vật chất gì như cuộc sống hiện đại bây giờ.
tôi lại có thêm sức mạnh và ý chí để học tập và thực hiện những nhiệm vụ mà ngay cả tôi cũng chẳng thể ngờ tới. Khi được anh Hát gọi lên, tôi ngồi xuống ghế, rót cốc nước chè, tiện tay làm luôn điếu thủ đô bao bạc. Nói thật là tôi chẳng thắc mắc gì lắm với cái lệnh mà anh Hát vừa bảo. Thằng lính quân báo chúng tôi bảo đi là đi, bảo làm là làm. Vấn đề là đi cho chính xác, làm cho hiệu quả, thế thôi. Chắp tay sau lưng, lững thững quanh phòng, anh Hát thỉnh thoảng lại nhìn tôi. Một lát, giọng anh trầm trầm: chắc chắn Post sẽ đánh mình, có điều chưa rõ nó đánh mình theo kiểu gì, đánh quấy rối, đánh du kích hay đánh tổng lực. Cụ sang đó phụ trách hướng Mộc Bài, Svay Riêng, Phnom Penh, còn nhiệm vụ cụ thể thế nào thì bắt đầu từ ngày mai sẽ có một bộ phận hướng dẫn. Cụ chỉ có đúng một tháng để nghiên cứu phương thức hoạt động rồi lên đường. Tôi làm thêm điếu thủ đô nữa vì biết bao giờ tôi lại có dịp hút thứ thuốc quý tộc này. 3 tháng trước ngày đánh Buôn Ma Thuột, trận đánh mở màn cho đại thắng mùa xuân, tôi đã lang thang trong thị xã, đã hút Capstang, Ruby Đỏ, Ruby Xanh, President, đã uống cà phê ở quán Mưa Hồng gần trường trung học tổng hợp, đã vào bệnh viện tỉnh để trinh sát cách bố phòng của Bộ Tư lệnh Sư 23 Bộ Binh vì Bộ Tư lệnh nằm sát bệnh viện. Bây giờ qua ca, tôi sẽ phải quen với thuốc lá ca, thậm chí thuốc rê, thuốc nguyên lá cuốn lại như xì gà. Tiếng ca thì khỏi phải lo vì tôi quá rành, nhưng ngôn ngữ là một chuyện, còn am hiểu sâu sắc phong tục tập quán của dân ca thì lại là chuyện khác. Nói chung là còn phải học nhiều, tìm hiểu nhiều thì mới thực chiến được. Mà thôi, khi quyết định điều tôi đi, chắc chắn anh Hát đã phải tính toán cả rồi. Trước ngày vào Buôn Ma Thuột, tôi đã chả từng học cách bóc gói thuốc lá ruby quân tiếp vụ, cách gõ cho điếu thuốc vọt ra khỏi bao, cách bật hộp quẹt Zippo sao cho khi cái nắp inox vừa nảy lên thì lập tức ngón tay cái miết vào bánh xe để ngọn lửa xuất hiện tức thì đó sao. Chỉ có điều hồi xưa vào lòng địch, xung quanh tôi có biết bao là đồng chí, đồng đội âm thầm hỗ trợ cho tôi. Còn lần này, một mình một ngựa, đơn thương độc mã, nghe chừng sẽ có nhiều khó khăn đang chờ tôi ở phía trước đây. Khóa huấn luyện rồi cũng trôi qua. Thi tốt nghiệp, tôi được ban giám khảo chấm 9,5 điểm trên 10. Ở phần cuối cùng, ban giám khảo gồm 6 người, trong đó có 4 người mà sau này tôi biết là cán bộ ca, đã quay tôi bằng tiếng ca như trong chóng. Năm 1989 về nước, gặp lại anh Hát, anh kể: lúc kiểm tra cu, tụi mình không cho bạn biết cu là Duôn. Kiểm tra xong, bạn nói thằng này dân ca chính hiệu, các ông tìm nó ở đâu ra thế? Đấy, nên về ngôn ngữ thì các anh em tin tưởng tôi lắm. Bởi vậy tôi cũng quyết sang đó sẽ như một tên post thật để còn hoàn thành nhiệm vụ được giao, giúp bộ đội mình nhanh chóng diệt giặc post, bảo vệ bình yên cho người dân hai nước Việt Nam và Campuchia. Cái tôi ngại nhất có lẽ chính là giây phút chạm mặt đồng đội ở đó. Họ sẽ coi tôi là một thằng giặc post, có thể còn giết tôi, hoặc xảy ra nhiều trường hợp đau thương khác. Nhưng nghề này đâu có lựa chọn nào khác đâu, đã chiến là phải chiến tới cùng. Thôi thì đời đã cho mình vai thì tội gì mình không diễn, anh em nhỉ. Thế là tôi quyết tâm lên đường làm một chiến sĩ quân báo trên chiến trường ca. Tôi dưới vai trò là một thằng giặc post. Một tối tháng 3 năm đó, đội công tác đưa tôi đến một chỗ đâu đó thuộc vùng Mộc Bài. Từ đây sang đất ca chỉ còn vài trăm mét. Nhìn ra xa xa, nhà cửa thấp thoáng ánh đèn, thỉnh thoảng lại có tiếng chó sủa vu vơ. Cảnh vật thật yên bình, nhưng ai ngờ đâu, chỉ một năm nữa thôi, thần chiến tranh sẽ giương búa đến nơi này. Tôi mặc bộ kaki đen đã sờn chỉ, chân đi dép râu, cổ cuốn khăn cà ma, đầu đội nón bánh tiêu, lưng đeo K59, ngang người quàng chiếc túi vải, trong có thêm một bộ quần áo, cặp quần đùi, tất cả đều cũ và bẩn. Chiếc võng dù, cái bật lửa Trung Quốc, một cuốn sổ tay đã viết gần hết nửa, chữ run, đại khái ghi cách bố phòng của bộ đội Việt Nam ở tuyến biên giới Mộc Bài, Sa Mát. Dĩ nhiên là thông tin đều. Hai gói thuốc lá và cây bút kim tinh cũng của Trung Quốc. Mặt trong, bên hông túi là một túi nhỏ xíu khâu thêm vào, đựng 5 chỉ vàng. Cái bàn chải đánh răng được làm cho toè lông, như thể chủ nó đã xài rất lâu. Cán bàn chải mài nham nhở, không thể nhận biết nó made in Việt Nam. Còn vật quan trọng nhất nằm trong túi áo ngực tôi là một mảnh giấy gấp tư đã được làm cho cũ, trong in loằng ngoằng chữ run có mộc đỏ chói. Tấm giấy chứng nhận tôi là sĩ quan quân báo trực thuộc Bộ Chỉ huy tối cao của Chính phủ Campuchia Dân chủ, Khmer Đỏ, đang thi hành một nhiệm vụ đặc biệt, và một thẻ quân nhân cũng bằng chữ run có hình tôi. Tên tôi: Sốc Ngươn. Còn người ký giấy chứng nhận cho tôi là chỉ huy phó bộ phận quân báo trực thuộc Bộ Quốc phòng Campuchia Dân chủ. Năm 1978, 79, 80, vô phúc mà tôi gặp các anh em đồng đội thì có lẽ tôi sẽ lên bàn thờ, còn các bác lên quân hàm vì đã diệt được một thằng sĩ quan quân báo post với một đống giấy tờ, tài liệu cực kỳ quan trọng. Các thủ trưởng của tôi chắc chắn sẽ im lặng để bảo vệ cho những mũi khác, còn các bác cũng chắc chắn là các bác không bao giờ biết được quân ta đã thịt quân mình. Nhưng chiến trường mà, may mắn làm sao tôi vẫn còn cơ hội được kể lại câu chuyện đời mình, được sống trong hòa bình, hạnh phúc, để lại nhớ về một thời đã qua. Anh em có biết làm thế nào tôi có được cái may mắn đó không? Anh em cứ nghe hết rồi mới hiểu được.
Lúc này là 9 giờ, đội công tác dẫn tôi vượt biên giới. Vào sâu khoảng 500m, anh em rút về. Không một lời từ biệt, không câu chúc may mắn, và lại càng không có cái giọng lê lớp động viên hoàn thành nhiệm vụ thắng lợi. Chỉ có những cái siết tay rất chặt, hoặc một ai đó khẽ bờ vai tôi. Bộ đội mình giản dị vậy thôi, chỉ cần nói ít là hiểu nhiều. Tôi biết, trong thâm tâm, ai cũng mong tôi sẽ trở về an toàn. Trời tối, tôi mò mẫm bước đi trên con đường đất sống trâu gồ ghề. Đây là quãng đường nguy hiểm nhất, bởi lẽ những toán tuần tra của Post hoàn toàn có thể chặn tôi lại, xét giấy tờ tôi. Và cho dù tôi là sĩ quan quân báo, đang đi làm nhiệm vụ đặc biệt chăng nữa, chúng vẫn có thể đưa tôi về nơi đóng quân rồi báo cho cấp trên, từ xã lên huyện, từ huyện lên tỉnh, từ tỉnh lên quân khu, thậm chí về trung ương. Khi đó, điều mà chúng không thể bỏ qua là kiểm tra hồ sơ của tôi ở bộ phận lưu trữ. Dĩ nhiên, Sóc Ngươn là nhân vật có thật, giấy tờ thật, chức vụ sĩ quan quân báo cũng có thật, nhưng thằng tôi thì không thật. Chỉ cần một kẻ nào đó quen biết Sóc Ngươn đến nhận bạn thì tôi coi như chết chắc. Trong đầu tôi vạch ra một phương án, rằng nếu bị bọn tuần tra chặn lại, tôi sẽ quát nạt y như tôi là sĩ quan quân báo thứ thiệt, rằng chúng mày là ai, tại sao dám chặn tao, chúng mày có biết tao đang làm gì không, hay chúng mày theo Duân, muốn bắt tao nộp cho Duân để phá hoại chiến lược của Anka. Trường hợp dung cây nhát khỉ không hiệu quả thì tôi tin chí ít chúng cũng phải nao núng. Khi đó, tôi vẩy cho mỗi thằng một viên K59, được thằng nào hay thằng nấy, rồi tam thập lục kế. Kế hay nhất là vắt giò lên cổ mà chuồn. Trong 36 kế thì chuồn là thượng sách mà. Phương án tác chiến vạch ra rồi, tôi ung dung đi trên đường, đi rất tự tin vì đất mình mà. Gần một tiếng sau, tôi đến một cái phum cửa nẻo đóng kín. Đây đó qua kẽ ván, hắt ra thứ ánh sáng chập chờn, đỏ quạch của những ngọn đèn đốt bằng chất nhựa lấy ra từ cây dầu lông. Theo kế hoạch, tôi sẽ phải đến căn nhà Z, phát ám hiệu liên lạc. Nếu đúng, sẽ có hai người trong vai cận vệ của tôi đưa tôi đi làm nhiệm vụ. Nếu sai, tôi phải tùy cơ ứng biến, rồi bằng mọi cách rút về bên kia biên giới ngay lập tức. Bây giờ ngồi viết lại những dòng này, tôi lên gân một tí, chứ nói thật là khi đó tôi cũng sợ. Đã có lúc tôi nghĩ hay là mình chui vào một cái bụi nào đó, nằm thêm nửa tiếng rồi quay về và báo rằng cơ sở không an toàn. Sẽ chẳng ai trách tôi được, nhưng ý nghĩ vừa thoáng qua thì trong thần trí tôi lại xuất hiện câu nói của anh Hát. Đây là nhiệm vụ tình nguyện, lành ít, giữ nhiều, khu có quyền từ chối, đơn vị sẽ tìm người khác. Chào ơi, vừa nghe xong câu nói của anh Hát, tôi đã đứng thẳng người, thủ trưởng hãy tin em. Ấy thế mà bây giờ, vào hang cọp chưa đầy 2 km, tôi đã muốn ca quay thì còn ra thể thống gì. Anh Hát có thể không biết, các thủ trưởng khác có thể không biết, nhưng cái thằng tôi thì phải biết. Chữ biết ấy chắc chắn sẽ in đậm trong lòng tôi cho đến cuối đời. Bởi vậy nỗi sợ cái chết bị gạt sang bên, chỉ còn chỗ cho lòng dũng cảm. Chiến tranh, cái đáng sợ nhất là cái chết thì tôi cũng xem nó là bình thường. Ngày nào mà không nhìn thấy cái chết, mọi người vẫn chết đó mà tôi thấy có gì đáng sợ đâu. Bùm một cái là xong cuộc chơi. Ai rồi chẳng phải chết, chỉ là chết làm sao để cảm thấy thanh thản. Chứ tôi nghĩ tôi cũng không thể chết như thế này được. Tự chết trong suy nghĩ của mình thì đúng là chết nhục. Sau một lúc suy nghĩ tự trấn an bản thân, tôi cũng tìm ra căn nhà là điểm hẹn. Leo lên cầu thang, tôi đứng lại, hít một hơi dài, tay cầm khẩu K59. Vì bố ai biết cơ sở của tôi liệu có còn an toàn không, hay một cái bẫy đã dương ra, chờ sẵn. Nếu thế, tiên hạ thủ vi cường, tôi nổ ngay rồi lao xuống cầu thang. Từ đây về biên giới nếu chạy thật nhanh chỉ mất khoảng nửa tiếng. Đội công tác vẫn nằm đó chờ tôi đến trưa mai, yên ắng họ mới rút. Tôi gõ 3 tiếng nhanh, 1 tiếng chậm rồi nép sang một bên. Vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Đợi khoảng 1 phút, tôi lặp lại lần nữa. Giây lát, cánh cửa kêu lên cót két rồi một cái đầu thò qua. Tối quá, tôi chẳng nhìn thấy mặt, chỉ nghe hỏi bằng tiếng ca. Ai đó? Tôi đáp, tôi tìm anh Chia. Anh Chia đi ta keo rồi, ở đây chỉ còn anh Trúc thôi, 3 ngày nữa mới về. Thế thì cho tôi gặp anh Om. Vậy là đúng mật khẩu. Cánh cửa mở ra, vừa cho tôi lọt vào rồi lại đóng kín. Dưới ánh đèn dầu được khêu lên cho sáng, tôi mới nhìn rõ mặt mũi cơ sở. Đó là một người đàn ông cỡ 30 tuổi, ở trần, chỉ quấn quanh mình chiếc xà rông. Ông ta hỏi tôi, vẫn bằng tiếng ca. Ăn uống gì chưa? Tôi lắc đầu, mình ăn rồi. Cơ sở đỡ tay chỉ bộ ván ở góc nhà. Vậy thì ngủ đi, mai đi sớm. Tôi cảm ơn rồi mở túi lấy chiếc võng, giăng lên 2 cây cột. Sau đó tôi thay bộ kaki bằng bộ quần áo bà ba đen, leo lên võng, súng đặt ngay bên nách, đạn sẵn trong nòng. Cơ sở của tôi chắc đã được dặn dò từ trước, nên ông ta không hỏi thêm điều gì. Tôi mời ông điếu thuốc, ông cầm lấy, châm đầu thuốc vào ngọn đèn, hút một hơi, thả khói rồi cười. Thứ này hút nhẹ quá. Nụ cười làm tôi ấm lòng. Đêm trôi qua trong yên tĩnh, tôi nằm trên võng, miên man nhớ về mẹ tôi, nhớ mấy đứa em, nhớ những thằng bạn hồi trung học. Lại nhớ cả cô gái có nước da bánh mật và nụ cười lúng liếng.
Không biết cô ấy giờ có còn nhớ tới tôi không hay là yêu người khác rồi. Tôi nhớ lại câu thơ này đúng thật. Đố ai sống được mà không yêu, không thương không nhớ một kẻ nào. Chẳng ai biết giờ tôi đã ở bên kia biên giới, trong đất địch, cách xa họ hàng trăm cây số. Lòng tôi đang nhớ đến họ cồn cào. Chiến tranh làm tôi phải rời xa gia đình, lên đường làm nhiệm vụ. Tôi còn rất trẻ. Nếu tôi chết, gia đình tôi sẽ nhận được tờ giấy báo tử, trong đó chỉ vỏn vẹn hàng chữ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ ở mặt trận phía Nam. Thế thôi, còn sẽ chẳng ai biết tôi đã hy sinh như thế nào. Chỉ đơn giản tôi làm quân báo, nhiệm vụ cũng là bí mật, đến cái chết cũng vậy. Gần sáng, tôi mới chập chờn ngủ. Lúc mở mắt đã thấy cơ sở bày sẵn mấy dĩa xôi cùng một dĩa thịt kho trên bộ ván. Hai cận vệ của tôi cũng đã có mặt từ lúc nào. Một anh tên Khang, 21 tuổi, cao chừng 1m7, da đen thui, tóc quằn tít, khi cười nhe hàm răng trắng ển. Còn anh kia tên Tức, 20 tuổi, cũng đen không kém. Tôi vốn đã đen rồi, nhưng so với Khang và Tức, tôi thấy mình chỉ mới nam nám mà thôi. Chúng tôi ăn xôi, uống nước trà, rồi lên đường. Cơ sở đưa cả ba xuống cầu thang, rồi quay lên ngay. Khang đi trước, vai đeo ba lô, tay cắp AK. Tôi đi giữa, còn Tức đi sau, cũng ba lô, AK với ba băng đạn đựng trong cái túi đeo trước ngực. Mấy người dân đi làm sớm thấy chúng tôi, vội nép sang một bên, cúi đầu chào. Thỉnh thoảng vài chú post, chắc có lẽ là du kích hoặc bộ đội địa phương canh giữ công xã, vì họ trang bị vừa AK vừa M16 lẫn lộn, đứng nghiêm khi chúng tôi đi qua. Chả gì chứ nhìn cách ăn mặc, trang bị của tôi, tụi nó phải biết tôi là lục thum chứ. Năm 2005, trong một chuyến đi An Giang, tình cờ tôi gặp lại cơ sở tại thành phố Long Xuyên. Nhìn ông, tôi hơi ngờ ngợ, nhưng ông nhận ra tôi ngay, rồi lao đến ôm tôi thật chặt, nói bằng tiếng Việt dồn dảng: "Đờ má mày, mày có sống à?" Tôi ngớ ra, ông cười nhe hàm răng chỉ còn lơ thơ vài chiếc: "Tao Duôn chính hiệu đây nè, tao dân An Giang nè." Ôi trời, vậy mà tôi cứ tưởng ông là ca. Ông lại cười: "Đủ má, tao mà không ngụy trang khéo thì tao ra cám rồi." Lúc đó tôi mới biết, hai ngày trước khi tôi đến, ông đã xua vợ là người ca cùng ba đứa con ông sang phung kế bên thăm người dì già yếu để khỏi lộ bí mật. Ông kể mãi đến năm đó, khi nhiệm vụ của ông chấm dứt, vợ ông mới biết ông là người Việt. Sau đó vợ chồng con cái dẫn nhau về quê nội, làm bè nuôi cá ba sa. Ông nói: "Đủ má, lót ổ cho mày sợ xón đái. Cũng may là hồi đó tao là xã đội trưởng, lại kiêm trưởng ban an ninh công xã, nên đéo thằng nào dám nghi ngờ." Một nỗi kính phục cuồn cuộn dâng lên trong lòng tôi, bởi những thủ trưởng ở cách xa tôi cả nghìn cây số, nhưng đã bày binh bố trận cực kỳ chu đáo để thằng lính quân báo hạng bét như tôi được an toàn. Tôi rất muốn hỏi thêm về Khang và Tức, nhưng nghề nghiệp của tụi tôi thì chuyện ai làm đấy biết. Hơn nữa, thấy cơ sở không nhắc một tiếng nhỏ nào đến hai con người ấy, nên thôi. Ra đến đường nhựa, chúng tôi nhắm hướng Chi Phu thẳng tiến. Sau này đọc bài của các bác nói về trận Chi Phu, trận Am Leng, trận ngã ba con voi, tôi đã mấy lần muốn ứa nước mắt vì thương các bác, thương những anh em mình nằm xuống ở đó để bảo vệ cho sự sinh tồn của dân tộc ca. Ngày ấy, tôi đi ung dung trên đường, miệng phì phèo thuốc lá. Thỉnh thoảng Khang hỏi tôi khát không, và mặc dù tôi có một bình tông nước đầy ứ, nhưng Khang vẫn vẫy một chú post lại, bảo tìm ngay cho lục thum ít ống thốt nốt. Phải công nhận Khang có những tiểu xảo rất ác liệt và hiệu quả không ngờ. Chỉ một động tác nhỏ là sai lính post đi kiếm cho tôi ống nước thốt nốt thôi, cũng đủ để tạo cho cái vỏ của tôi mỗi ngày một cứng. Tiếp tục đi, con đường đá củ đậu củ khoai trồi lên lổn nhổn. Thỉnh thoảng lại thấy có chiếc xe ô tô vứt chỏng chơ bên lề, bốn bánh đã bị tháo để làm xe bò kéo. Mục tiêu đầu tiên của tôi sẽ là trục Ba Vét, Chi Phu, Prasat, Svayriang. Tất cả những thông tin tôi thu thập trên trục này sẽ được chuyển cho một cơ sở khác ở đâu đó. Còn cơ sở ấy làm cách nào để chuyển cho các thủ trưởng của tôi thì tôi mù tịt. Vừa đi, Khang vừa kể, dĩ nhiên bằng tiếng ca, về phiên hiệu, quân số của một số đơn vị post bố phòng ở Chi Phu mà Khang nắm được. Tôi hỏi Khang có biết ý đồ của nó không? Khang đáp, nó sẽ đánh về Việt Nam nhưng không biết bao giờ đánh và đánh như thế nào. Khang là ai? Tức là ai? Khang, Tức có phải là tên thật của họ không? Tôi không biết và tôi cũng không cần phải biết. Tôi chỉ biết quê Khang ở một phung đâu đó gần Svayriang, đi theo post từ năm 16 tuổi. Còn Tức ở mãi trên biển hồ, miệt Pusat. Đó là những cái mà tôi phải học thuộc lòng vì họ là cận vệ của tôi, một sĩ quan quân báo thuộc bộ chỉ huy tối cao Khmer Đỏ. Biết nhiều quá, nếu sa vào tay post rồi bị lột trần chuồng, đóng cọc, răng chân răng tay giữa trời nắng, lính post lấy lá thốt nốt cứa vào vài chỗ trên da cho ứa máu, để lúc kiến bọ nhọt xuống vào thì liệu tôi có im lặng được không? Chưa kể bọn post này nó man dợ lắm. Chúng nó chơi đủ các trò mèo để hành xác dân nó, dân mình, những tội ác mà trời không thể dung, đất không thể tha. Xế trưa, chúng tôi đến một công xã có tên là Sà No. Những dãy nhà dài cùng một kiểu như nhau,
vách tre, mái lợp lá thốt nốt. Bên trong là hai hàng sạp lót ván để nằm, giữa chừa một lối đi nhỏ hẹp. Trên vách, quần áo túi mủng treo lủng lẳng. Mọi người giờ này đang ở ngoài đồng. Khang bỏ đi, lát sau dẫn về hai người đàn ông phụ trách công xã. Một ông tự xưng là Kun, công xã trưởng, cúm núm chào tôi vì chắc đã nghe Khang giới thiệu. Ông ta mời chúng tôi xuống ăn cơm. Từ mấy dãy nhà dài đi xuống bếp ăn tập thể khá xa, quãng đâu đó 500m. Đi ngang trại giam là những cái hố đào xuống đất sâu nửa mét, cọc đóng bốn xung quanh, nóc cũng lợp bằng những thân gỗ cỡ cổ tay. Tôi thấy hố nào cũng có 4-5 người ngồi co ro, họ hầu như trần truồng. Một vài ánh mắt nhìn tôi như van lơn, cầu khẩn vì họ nghĩ cỡ lục thum như tôi có quyền ra lệnh tha họ. Lại có ánh mắt nhìn tôi hằn nét căm thù. Các đàn ông phụ trách công xã cho biết tất cả những người đó hoặc có liên hệ với Duân hoặc là Duân nhưng đã sống lâu năm ở Ca. Chào ơi, nhìn đồng bào tôi chết đến nơi mà tôi vẫn phải giữ vẻ lạnh lùng, thậm chí lạnh lùng đến tàn nhẫn. Với hai gã đàn ông này thì chỉ cần hai cú đánh vào gáy là tôi đưa chúng nó về với tiên tổ ngay, rồi sau đó tháo cũ cho bà con tôi chạy. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, tôi cố gắng bước qua những chiếc hố giam người một cách bình thản. Nhiệm vụ của tôi là làm việc khác, chứ không phải là đóng vai sĩ quan quân báo chỉ để cứu những người dân vô tội này. Tôi cũng đau lòng lắm chứ, đồng bào ruột thịt mình cả. Nhưng vì cái lớn, vì nhiệm vụ chung mà tôi không thể cứu họ được. Nhìn về nhà ăn tập thể cũng là một dãy nhà với những chiếc bàn dài chạy từ đầu đến đuôi nhưng không có ghế. Bếp đặt ngay kế bên với những ụ đất, trên có chiếc chảo gang to đùng, phủ bằng những chiếc bao tải ướt sũng nước. Hơi khói qua lớp vải đay bốc lên nghi ngút. Có khoảng chục phụ nữ Ca ngồi cúi mặt, lặng lẽ chặt từng bó rau lớn. Chẳng thấy thịt và cũng chẳng thấy cá mắm gì. Sau này tôi mới biết, thức ăn trong công xã chủ yếu chỉ là canh rau nấu với muối. Cù nói, công xã có hơn 800 người, gồm 4 phum gom lại. Trước kia gần 1.200 nhưng đã thanh lọc hết 400. Thanh lọc ở đây là bổ cuốc vào đầu hoặc bắn xuyên táo rồi xô xuống hố, lấp đất lại. Chào ơi, chỉ một công xã của một huyện nhỏ thôi mà đã thanh lọc những 400 sinh linh thì tự hỏi trên cái đất nước khốn khổ này có bao nhiêu công xã và đã có bao nhiêu người bị thanh lọc. Bởi vậy mới thấy ngay cả với người dân Ca, chúng còn đối xử tàn nhẫn như vậy thì huống chi là với người Việt Nam. Chúng thật đúng là lũ cầm thú hút máu người. Chứng kiến và nghe những câu chuyện này khi là một chiến sĩ quân báo, tôi lại càng căm hận lũ giặc Pốt và càng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao lần này. Nhất định tôi sẽ khiến bọn này phải ra bã, phải đền tội trước người dân và đồng đội. Anh em thân mến, có lẽ cũng vì lý do đặc biệt bí mật của ngành và còn giữ nước thì còn phải bí mật nên tác giả đã không còn chia sẻ tiếp. Nhưng có lẽ với tất cả những thông tin vừa rồi, hẳn anh em đã hiểu thêm về nghề quân báo trên chiến trường Ca. Họ phải chịu gian khổ, hy sinh, thầm lặng như thế nào. Tất cả chúng ta hãy cùng cảm ơn và tri ân những người lính quân báo nhé. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Nếu yêu thích video của chúng mình, anh em đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhiệt tình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video lần sau.